Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của em nha. Bữa nay ở đây có chợ trời đông vui lắm mọi người. Bây giờ em sẽ đi xung quanh, quay xung quanh cho mọi người xem nha. Chợ trời nè mọi người. Hôm nay trời cũng hơi lạnh á. Giờ này khoảng chừng 4 độ rồi mọi người. Đây, đối diện ở đây có tiệm quần áo hai anh em nè mọi người, rất là lớn luôn. Ở ngoài chợ trời người ta bán những cái đồ này nè mọi người. Mấy cái đồ này giống như đồ cổ đó mọi người. Xung quanh đây có rất nhiều tiệm quần áo luôn đó mọi người. Phía trước có nguyên một tiệm bán hoa đó mọi người. Em sẽ đi lại đó quay cho mọi người xem nha. Đây, đây rất là nhiều loại hoa đẹp. Mấy cái hoa này là giống như hoa anh đào nè mọi người. Rất là đẹp luôn. Nó có màu trắng với màu hồng nữa mọi người. Đây bên đây là màu hồng. Giống như hoa anh đào vậy đó mọi người. Đây rất là đẹp. Đây mọi người, nhiều loại hoa đẹp lắm. Đây là hoa tulip rồi mọi người. Rất là nhiều loại hoa tulip đẹp luôn. Màu đỏ, màu tím, màu hồng, màu trắng, đủ thứ hết. Đây cái này thì đủ màu luôn nè mọi người. Rất là nhiều loại hoa đẹp. Ở đây thì hoa hồng. Hoa tươi ở đây rất là đẹp luôn đó mọi người. Hoa hồng. Rất là nhiều luôn. Đây mọi người rất là đẹp. Ở đây có tới 2 tiệm bán hoa tươi luôn đó mọi người. Cái này là người ta bó sẵn nè mọi người. Một bó hoa như vậy nè là 10 euro đó mọi người, là khoảng 250.000 tiền Việt Nam. Đây một bó như thế này nè, người ta bó sẵn như thế này nè. Một bó nó có rất là nhiều loại hoa luôn. Phía bên đây nữa. Đây. Hoa rất là đẹp. Hoa này là giống như nụ tầm xuân đó mọi người, ở Việt Nam. Cái này thì giống như hoa anh đào vậy đó mọi người. Rất là đẹp. Không biết người ta bán một nhánh bao nhiêu nữa, em không thấy để giá. Rất là đẹp. Đây mọi người, tiệm hoa này lớn lắm luôn mọi người. Ở phía bên đây bán rất là nhiều hoa nụ tầm xuân. Đây, rất là nhiều luôn. Tulip hoa hồng, tulip đủ màu luôn nè mọi người. Rất là đẹp luôn. Nhìn thấy mê luôn á, đẹp lắm luôn. Toàn là hoa tươi, hoa thiệt không đó mọi người, rất là đẹp. Phía trong thì hoa đồng tiền, hoa hồng đủ thứ hết. Đây. Cái này là hoa ly nè mọi người. Hoa ly. Rất là nhiều hoa đẹp luôn. Hoa rất là đẹp luôn. Đây. Rất là nhiều màu nữa mọi người, màu cam, màu vàng. Cái này thì cúc nè mọi người, hai bó có 6 đồng mọi người, hai bó 150 ngàn. Rất là đẹp luôn, thấy mê lắm luôn đó mọi người. Ở ngoài rất là đẹp, màu rất là đẹp. Cái này là hoa đồng tiền nè mọi người. Màu hồng, màu cam, màu trắng, màu đỏ. Rất là nhiều màu. Đẹp lắm luôn thật sự. Bên đây cũng có một tiệm bán hoa nữa nè mọi người. Đây. Bên đây cũng có rất nhiều loại hoa đẹp luôn. Tulip rất là đẹp luôn mọi người. Mấy cái búp búp này này mình về á, mình cặm vô trong nước đó khoảng vài ngày là nở ra rất là đẹp mọi người. Màu cam, màu hồng, màu tím, đủ thứ, màu đỏ, màu trắng. Ở bên đây cũng có một tiệm nữa nè mọi người. Bây giờ làm như tới mùa tulip rồi đó mọi người. Ở đâu cũng có bán rất là nhiều hoa tulip luôn. Mà hoa tulip ở đây thì rất là đẹp luôn. Tiệm hoa rất là nhiều loại hoa tulip. Hai bó là có 125.000 tiền Việt Nam hả. Ở đây cũng có một tiệm nữa nè mọi người. Nhìn thấy mê lắm luôn mọi người ha. Màu rất là đẹp.
Đây cảnh xung quanh ở đây nè mọi người. Bây giờ ở đây là buổi sáng nên chưa có đông lắm. Xung quanh ở đây người ta bán quần áo, bán túi xách đủ thứ hết. Bây giờ em sẽ đi quay cho mọi người xem nha. Gần ở đây cũng có chỗ bán cá mọi người, bán rất là nhiều loại cá biển ngon luôn. Ở đây bán mấy cái trang sức mà bằng inox với bằng bạc đó, rất là nhiều luôn mọi người. Ở đây thì bán kẹo nè mọi người, rất là nhiều loại kẹo luôn, kẹo dẻo. Rất là nhiều loại kẹo dẻo. Người ta bỏ vô hộp sẵn gì đó, 3 hộp 5 đồng, 3 hộp là 125 ngàn. Đây rất là nhiều kẹo. Đây. Toàn là kẹo dẻo không luôn đó mọi người. Rất là nhiều kẹo đủ màu sắc hết. Em đi kiếm chỗ bán cá, một lát em cũng mua ít cá về ăn. Ở đây là bán mấy cái ốp lưng điện thoại á mọi người, rất là nhiều ốp lưng điện thoại luôn. Mấy cái này thì trang sức bằng bạc, nhẫn, dây chuyền. Mấy cái này thì mấy cái bóp đựng tiền của nam đó mọi người. Trời trời này cũng lớn lắm luôn mọi người, bán đủ thứ hết. Đây, bên đây là rau cải. Mấy cái này là mấy cái củ rau cần á, củ rau cần. Bắp cải. Một củ gì là 1 đồng nè mọi người, 25 ngàn, bắp cải cũng một cái 1 đồng luôn. Còn bên đây là su hào, củ dền 1 ký có 1 đồng, mọi người rất là rẻ, 1 ký chỉ có 25 ngàn. Khoai tây, ớt chuông. Bên đây thì có củ cà rốt, củ cà rốt, rồi bông cải trắng, củ cải trắng, hành, một bó hành là chỉ có 25 ngàn. Ớt là ớt không cay. Rau húng lủi nè mọi người, một bó rau húng lủi như vậy á là có 1 đồng, 25 ngàn. Ngò cũng vậy luôn, cũng 1 đồng luôn. Ở phía bên đây bán rau cải tươi lắm luôn mọi người, ớt chuông, dưa leo, cà rốt, tươi thiệt là tươi luôn, nhìn thấy ngon. Gừng. Trái cây. Mấy trái táo 2 kg có 5 đồng hả mọi người, 2 kg có 125 ngàn. 2 kg luôn. Táo nhìn rất là ngon. Táo xanh, táo đỏ đủ thứ hết. Đây. Nhìn rất là ngon. Cái này thì rẻ hơn nữa, táo đỏ này á 2 kg chỉ có 2 đồng. 2 kg có 50 ngàn. Phía bên đây thì cam với quýt. Người ta có cho mình ăn thử cam với quýt. Khốn. Đây xoài nè mọi người. Hai trái có 1 đồng mà hai trái xoài như vậy á có 25 ngàn. Ở đây cam nữa nè mọi người. Cam rất là tươi. Ở đây cũng có trái giải nè mọi người. Trái giải. 1 ký 6 đồng, 150 ngàn mọi người, nho nữa. Dâu tây. Nho, nho 1 ký 4 đồng, 100 ngàn ký. Này cũng 100 ngàn ký. Nho đen, nho xanh, lựu, cam, quýt, đủ thứ hết. Trái hồng. Quýt rất là ngon, 1 ký 50 ngàn. Bên đây cũng có rau cải. Rất là nhiều loại rau cải luôn. Bên đây thì lại đông người mọi người. Ở bên kia thì vắng, mà bên cái khu bán rau cải, trái cây thì lại đông người. Cam. Bên đây là mấy cái loại hạt nè mọi người, rất là nhiều loại hạt. Hạt ốc chó, hạnh nhân, hạt điều, hạt ốc chó, hạt hạnh nhân, rất là nhiều luôn. Đây rất là nhiều loại hạt.
Đi ngang đây rất là thơm luôn mọi người. Rất là nhiều loại hạt. Như bên đây thì mấy cái trái cây khô á mọi người, rất là nhiều loại trái cây khô luôn. Đây mọi người, đậu phộng. Đây đậu phộng hạt dừa cá. Cá đuối. Chút thôi. Đây cũng có rất nhiều loại mực nè mọi người, mực lớn lớn không? Mực là 1 ký 10 đồng nè mọi người, 1 ký có 250 ngàn. Đi bên đây cũng có cá. Đây cũng rất nhiều cá, cà chua, cũng có nhiều cá, cá ngừ, cá màu đỏ là cá ngừ, cá hồi, đủ thứ. We want to do help. Thank you. The mock. The yes. Hi. Good. Good. Alles gut? Ja. Ik kijk even. Ja, heel goed, geen probleem. Als je een vraag hebt, mag je iets zeggen, hoor. Was het allemaal geregeld, mevrouw? Ja, het is klaar bijna. Nee? Nou, het schiet helemaal niet op, hè? Jawel, want ik ben vervelend. Dat is wel heel leuk. Oh, dat is wel echt een helder. Nee, laat maar. Ja, mooi. Je moet geholpen van je met die vraag. Goedemorgen. Dit is zo diep, zo diep. Lang lang. Mij halveren. Dat is natuurlijk gewoon twee filet. Rất là nhiều loại cá ngon. Càng cứu con cua nhện. Em mới mua 3 kg nè mọi người, 2 kg thì 10 đồng, 3 kg thì 13 đồng rưỡi. Em mới mua 3 kg, đây càng cua nhện đó mọi người, cái này về chứ mình luộc, mình chấm muối tiêu chanh ăn cũng ngon đó. Càng lớn lớn không mọi người. Đây là 1 kg. Càng bự không ạ? Càng lớn lớn không? Ở đây cá thì cá gì lớn quá luôn nè mọi người. Cá rất là lớn luôn. Cái này là bạch tuộc, gấu bạch tuộc mọi người. Nee, doe het dan. Ja. Maar dan half. Ja. Heel goed. Morgen kopen gaan we dan hier. Ja. Eén doosje krijg je voor 20 euro. Tegen niemand zeggen, normaal 35. Dat is weer even kijken. Ja, maar ik wist het al, anders had het dank. Bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của em nha. Mọi người đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi để ủng hộ kênh của em nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào video kế tiếp nha. Bye bye mọi người nha.